Tiếp tục qua việc anh chị ơi, lại xuất hiện một căn nhà mà phải nói trên thị trường đúng là không có cái gì ạ. Không có. Tại sao anh quay? Không có là trên thị trường không có, nhưng mà chủ gửi cho Hải là Hải phải review liền anh chị ạ. Ủa vậy có vội không anh? Phải vội chứ, phải vội. Cái gì cũng vậy, phải vội hết sức nha. Ủa tại sao căn nhà anh nói vội thế vậy? Đúng rồi, phải vội chứ. Tại vì sao? Hời hơn thị trường, cần ra vội ra gấp nên là phải vội anh chị ạ. Vội ở đây là nếu mà anh chị nào phù hợp thì đi xem sớm anh chị nha. Phù hợp thì đi xem sớm quý chị ơi. Căn này mà không vội thì chắc chắn là đừng có vội căn nào nữa quý chị ơi. Đúc 3 tấm, 2 lầu 1 trệt, đúc 3 tấm, ở phía trên có sân thượng anh chị thấy chưa? Sân thượng hẳn hoi luôn quý chị ha. 3,15 đòi quý chị. Cái vấn đề đã hời rồi nhưng mà vẫn còn nói chuyện ha. Khu dân cư như thế này mà 12 mét tổng con đường này và thông hai đầu toàn nhà lầu này quý chị thấy không? Mê không? Căn nhà mình nằm trong cái khu này quý chị ơi. Vị trí nhà của mình là thành phố Thuận An, một cái vị trí trung tâm quý chị ơi. Chỗ đây là gần với ngã tư Mỹ Uông Cổ. Anh chị nghĩ sao căn nhà như thế này mà chỉ có 3,15 đòi? Vậy thì có vội không ạ? Vội ở đây là mình phải đi xem đó quý chị ha. Đi xem phù hợp thì mới vào việc anh chị nha. Tại vì những căn nhà mà hời như thế này trên thị trường là không có, dám chắc anh chị luôn. Anh chị nào mà xem video của em Hải nhiều chắc chắn anh chị sẽ biết. Chân tường này quý chị dán gạch hết nha, hai bên luôn. Bên nào cũng vậy ha. Phòng khách nhà mình đây rồi nha. Chỗ đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bếp này quý vị. Ngoài cái vấn đề có bếp ăn ở đây rồi, nhà vệ sinh thì bên đây. Còn ở sau này sẽ có lối thoát hiểm nha anh chị, mình có thể giặt phơi đồ và rất là thoáng. Đây, tiếp tục vội này. Rồi, di chuyển lâu. Nãy giờ vội rồi, bây giờ mình từ từ đi anh chị nha. Xem cái phòng ngủ này. Sẽ có 3 cái phòng ngủ. Phòng ngủ này to nhất quý vị nha. Nhà vệ sinh mình nha. Đấy, rất ok luôn. Rồi, sau đây một cái phòng ngủ nữa quý vị. Có lối thoát hiểm nên mình mở cửa sổ cho nó thoáng quý chị nha. Đấy, gió nó thông ra thông vào mát lắm quý chị. Bây giờ lên lầu 2 quý chị ơi. Lầu 2 này có một cái giếng trời rất to và sáng luôn quý chị. Nhà vệ sinh mình đây. Đó. Quay qua đây là cái phòng ngủ số 3. Đây, phòng ngủ số 3. Vậy là nhà của mình sẽ có 3 phòng ngủ, phòng thờ phía trước đây. Nhà mình là hướng Tây Bắc, anh chị nào Tây Tứ Trạch hợp nha. Diện tích ở đây là đều hết quý chị nha. 60m², thổ cư full và sổ hồng riêng ha. Ngang 4, dài 15 anh chị nha. Sau này là anh chị mình giặt phơi đồ ha. Cái lối này mình sẽ lên cái sân thượng ở phía trên như lúc nãy quay đâu quý vị. Đây, nhà đúc 3 tấm hẳn hoi. Chỗ đây là thành phố Thuận An mà chỗ đây là gần ngã tư Mỹ Uông Cù nhất, 600m anh chị nha. Còn nếu anh chị mình xuống vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú rất thuận tiện luôn anh chị ơi. Còn gần nhất mà dễ hình dung nhất, chợ Phú Phong anh chị nha. Tìm anh chị tìm là ra 200m anh chị. 3,15 tỏi là còn nói chuyện, đã hời rồi nhưng mà vẫn còn nói chuyện. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc, phải vội nha anh chị, phải vội nha.